Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023, sáng ngày 7 tháng 10, tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình hát then đàn tính với sự tham gia của 1.000 nghệ nhân diễn viên quần chúng nhân dân. Đến dự có ông Trần Ngọc Tăng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội, lãnh đạo huyện Trùng Khánh và một số sở ban ngành. Tại khu vực chân thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, 1.000 người bao gồm các nghệ nhân, diễn viên và quần chúng nhân dân với nhiều độ tuổi khác nhau đến từ 10 huyện thành phố đã hội tụ trình diễn 3 bài hát then, gồm Ánh Trăng Bản Dốc, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tịnh, Đường Về Bản Em, sáng tác nhạc sĩ Đàm Thanh và bài Hoa Rừng Quê Em, sáng tác của nhạc sĩ Hoa Cương. Với chủ đề Cội Nguồn và Bản Sắc Then Tính Cao Bằng, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách và nhân dân. Đặc biệt, 1.000 người tham gia đều mặc trang phục dân tộc Tài Nùng truyền thống. Sự kiện nhằm xác lập kỷ lục màn đồng diễn hát then đàn tính có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam. Cao Bằng được coi là cội nguồn của hát then đàn tính, đã có nhiều ông then, bà pượt giỏi nghề, hát hay, đàn giỏi, thực hành các nghi lễ then đúng nghi thức cổ truyền. Bên cạnh đó, sức sống của then văn nghệ đã được lan tỏa mạnh mẽ trong các lễ hội và cả trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của đồng bào Tài Nùng. Chương trình là sự khẳng định về cội nguồn và bản sắc then tính ở quê hương Cao Bằng, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Tại chương trình, ông Trần Ngọc Tăng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác lập kỷ lục màn đồng diễn hát then đàn tính có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam cho tỉnh Cao Bằng. Chiều ngày 6 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh về kiểm sát việc tòa án giao gửi bản án, quyết định, ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án, gửi quyết định thi hành án hình sự với một số nội dung chính gồm phối hợp trong việc giao gửi bản án, quyết định, phối hợp trong việc ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án. Ký kết quy chế với Công an tỉnh trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Hai đơn vị sẽ phối hợp cung cấp văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn cấp dưới và cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp trong công tác theo dõi, xử lý vụ việc, tiếp nhận quyết định thi hành án, phối hợp trong công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá, chỉ đạo thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp trong công tác sơ kết, tổng kết và tham mưu xây dựng hướng dẫn thực hiện luật. Thông qua ký kết nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Huyện ủy Hà Quảng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Trong quý 3, các đồn biên phòng trên địa bàn phối hợp với cấp ủy địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức thành công diễn tập tại 3 xã. Lực lượng công an phát hiện và lập biên bản xử lý 192 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt trên 378 triệu đồng, vận động nhân dân thu hồi được 7 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi cồn tự chế. Quý 4 năm 2023, các cơ quan trong khối nội chính duy trì nghiêm các chế độ trực đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ, sự kiện của đất nước, địa phương, đặc biệt là dịp cuối năm. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, tham mưu chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. 9 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hòa An cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gần 53 tỷ đồng,
đạt 92% kế hoạch, tổng thu ngân sách hơn 41,3 tỷ đồng, đạt 66,7% kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công trên 94 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch, tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa thể dục thể thao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2023 đề ra, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, bàn giao nghiệm thu các công trình dự án đầu tư trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập tại các xã. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Văn phòng Quốc hội cho biết ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2023. Tiếp đó, Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, cho ý kiến về vấn đề quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn năm 2021-2023 và đề xuất giải pháp cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới. Cũng tại phiên họp, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu tại nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày rưỡi. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,3 triệu tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục. Cụ thể, tính đến hết tháng 7 năm 2023, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,3 tỷ đồng, tăng thêm 6,707 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,93% so với cuối năm 2022. So với cuối tháng 8 năm 2022, tổng số dư tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào ngân hàng tăng thêm gần 752.600 tỷ đồng. Như vậy, lượng tiền gửi của dân cư từng tháng liên tục cao hơn so với tháng trước. Diễn biến này được duy trì trong suốt một năm qua, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động liên tục giảm. Dữ liệu về tiền gửi của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng cao kỷ lục cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng hiện không còn sức hấp dẫn quá lớn trong mắt các nhà đầu tư. Điều này lý giải tại sao dù lãi suất huy động luôn duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian kể từ đầu năm 2023, nhưng kỷ lục về tiền gửi của cư dân vào hệ thống các ngân hàng liên tục bị xô đổ. Kể từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động bình quân đã giảm khoảng 2%, thậm chí lãi suất tiền gửi chỉ còn ở mức 3% một năm. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,5 đến 2% một năm. Bên cạnh đó, cơ quan điều hành tiền tệ cũng thực hiện nhiều biện pháp để giảm lãi suất cho vay, như khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, có nhiều văn bản chỉ đạo và làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng, đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi, tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới. Theo các chuyên gia ngân hàng, lãi suất đầu vào giảm sâu trong bối cảnh các ngân hàng đang chữa bệnh thừa tiền, tức huy động nhiều hơn cho vay ra. Chia sẻ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều ngày 30 tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết,
Tính đến ngày 30 tháng 9, tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại đạt khoảng hơn 12.000 tỷ đồng, tăng khoảng 5,9% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, về cho vay, tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ của nền kinh tế đạt khoảng hơn 12.000 tỷ đồng, ước tăng 6,1-6,2% so với cuối năm 2022. Theo báo cáo thị trường bất động sản được công bố mới đây trong quý 3 vừa qua, thị trường nhà ở diễn ra khá trầm lắng với lượng giao dịch thấp cùng sự thận trọng của các nhà đầu tư trước việc đưa ra nguồn cung mới. Cụ thể, trong quý vừa qua, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội tiếp tục giảm 47% theo quý và 65% theo năm, xuống 1.891 căn hộ hạng B. Ngoài ra, thị trường không ghi nhận thêm nguồn cung mới hạng A và C trong quý vừa qua. Nguồn cung sơ cấp căn hộ đạt 19.808 căn, giảm 3% theo quý và 6% theo năm. Trong đó hạng B chiếm tới 92% nguồn cung, số lượng căn hộ bán được tiếp tục giảm 16% theo quý và 42% theo năm, đạt mức 2.100 căn. Theo ghi nhận, giá sơ cấp căn hộ đã tăng trong 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý 1 năm 2019. Tương tự, giá biệt thự sơ cấp trung bình tăng 3% theo quý, lên 103 triệu Việt Nam đồng một mét vuông. Giá nhà liền kề đồng thời tăng 9% theo quý, lên 190 triệu Việt Nam đồng một mét vuông. Giá shop house đồng thời ghi nhận mức tăng 6% theo quý. Trong thời gian vừa qua, chính phủ đã đưa ra một số văn bản để giải quyết các khó khăn vướng mắc của thị trường, từ đó tạo ra nền tảng cơ sở cho các chủ đầu tư được phê duyệt các dự án mới, đưa ra các dòng sản phẩm mới tới thị trường. Khi đã có sự rõ ràng về quy định, thị trường sẽ hướng tới phát triển bền vững. Ngoài ra, thời gian gần đây, chính phủ rất tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, các hoạt động kinh tế, nhờ đó cũng phần nào được cải thiện, hỗ trợ thị trường bất động sản thu hút được thêm dòng tiền và gia tăng lượng cầu. Bên cạnh đó, các dự thảo luật sửa đổi nếu được thông qua trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện cho thị trường nhà ở phát triển. Nhu cầu nhà ở dài hạn vẫn sẽ ở mức cao với tỷ lệ di cư thuần dương, dân số tăng và tốc độ đô thị hóa cao là những tín hiệu khả quan đã xuất hiện trong thời gian vừa qua. Không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học là một trong những nội dung trong công văn gửi các sở và trường học của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2023-2024. Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các địa phương chỉ đạo và quán triệt cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc vận động quản lý và sử dụng khoản tài trợ, viện trợ. Các cơ sở giáo dục công khai về cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu. Chuyển sang tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch tả bùng phát ở Ethiopia đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300 người. Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình y tế của Ethiopia, WHO nêu rõ, đợt dịch tả bùng phát từ ngày 27 tháng 8 năm 2022 đã lan tới 113 quận trên 10 khu vực của nước này. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các biện pháp ứng phó đã phần nào giúp kiểm soát được dịch tả, nhưng tại một số quận đang chứng kiến các ca bệnh quay trở lại. Theo thống kê, cho đến nay mới chỉ có hơn 6 triệu người tại 54 quận ở Ethiopia được tiêm một liều vaccine phòng bệnh tả. Để đẩy lùi dịch tả tại Ethiopia, WHO cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm phòng, các bên cũng cần lưu ý đến những giải pháp lâu dài để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của dịch bệnh như loại bỏ nguồn nước uống kém chất lượng và tình trạng vệ sinh bừa bãi. WHO chỉ rõ hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tả đều sử dụng nước uống không an toàn. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.